Bài giảng hôm nay là quan sát sự vận hành của tâm, được không ạ? Chúng ta thấy để ý như thế này, trong tâm của chúng ta luôn có sự phán xét với người khác, với hành vi của người khác. Cho đó anh chị để ý thấy một ngày của anh chị á, anh chị sẽ tiếp xúc với mọi vật, mọi việc, mọi sự kiện, mọi khách hàng, mọi đối tác, mọi người thân, thì bắt đầu anh chị để ý giúp tôi, và đây cũng là bài tập cho anh chị trong ngày hôm nay, trong tuần hôm nay nếu được, nhưng ít nhất là trong ngày hôm nay thì anh chị bắt đầu để ý thấy nha. Bắt đầu, nếu như chúng ta không hiểu về việc tách hành vi ra khỏi con người thì chúng ta thường mắc kẹt lại hành vi, tức là trong cái hành vi đó chúng ta sẽ nhìn thấy hành vi đúng ý với chúng ta và hành vi khó ưa, tức là không đúng ý với chúng ta. Và tất cả mọi hành vi không có đúng với ý chúng ta đấy, thì chúng ta tạo ra sự phản kháng ở sâu ở bên trong. Tức là sự phản kháng này sẽ tạo ra được một cái loại năng lượng phản xạ với sự khó chịu. Và khi mà anh chị thấy ở bên trong mình có cái điều này thì rõ ràng rằng chúng ta chỉ đang nói rằng chúng ta học điều tốt, nhưng chúng ta đang vận hành ở tâm tưởng, hay nói đúng hơn là một trong ba các loại nghiệp của con người ấy, là không có tốt, được không ạ? Thì khi mà chúng ta quan sát được suy nghĩ này thì bắt đầu chúng ta để ý thấy, ví dụ trước khi chúng ta làm bài tập này trong ngày của ngày hôm nay ấy, thì chúng ta hãy quan sát ngày hôm qua. Chúng ta để ý nha, ngày hôm qua có việc gì mà anh chị cảm thấy, nhìn thấy cái hành vi của con người đó thì chúng ta khó chịu hay không? Hãy liệt kê giúp tôi tên người đó và hành vi đó. Ví dụ chồng anh chị khó chịu điều gì, họ nói điều gì, vợ anh chị thấy khó chịu điều gì, rồi con anh chị khó chịu điều gì nha. Anh chị hãy liệt kê giúp tôi coi thử, anh chị còn nhớ thử ngày hôm qua anh chị đã trôi qua đấy, cái tâm của mình nó bắt đầu nó lẫn lộn qua cái trường năng lượng của phán xét có nhiều hay không. Anh chị thử nghĩ nha, bởi vì khi mà không nghĩ là chúng ta không thấy đâu, nhưng mà khi chúng ta nghĩ lại thì ồ, hôm qua mình thấy mình khó chịu với vợ của mình, mà mình khó chịu tới giờ tới 28 lần. Nếu mà anh chị quan sát được 28 lần này, anh chị xuất sắc. Thì cuối buổi hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cái cách mà giải những cái sự phán xét đấy, nhưng mà chúng ta phải biết rằng chúng ta có hay không đã. Đấy. Và tôi cũng tin rằng anh chị đã ít hơn so với ngoài kia rất là nhiều, nhưng thực tế rằng chúng ta vẫn có. Chúng ta sạch cỡ nào đi chăng nữa, cái tâm phán xét vẫn còn ở bên trong chứ không phải không đâu. Nhưng mà cái điều thú vị nhất là chúng ta không có thú nhận đó. Đấy, chúng ta vẫn nghĩ nhầm tưởng rằng chúng ta là người tốt đấy, nên chúng ta không có chấp nhận rằng chúng ta như vậy. Đúng không? Nếu mà anh chị ngại ngùng thì anh chị nói rằng là em có phán xét tới 3 lần. Nếu mà anh chị dũng cảm thì anh chị liệt kê ra 3 lần đó là 3 lần gì. Đúng không ạ? Ở đây được gọi là quá trình quán được cái tâm vận hành của mình trong từng ngày anh chị xảy ra. Đúng không ạ? Đầu tiên là ít hơn nhiều khi được học. Vẫn có thầy ơi, Nguyễn Yến là vẫn 7.000 là vẫn có phán xét. Ở Phú Thị Thủy là em có hơn 3 lần. Thưa thầy, khó chịu với con trai về cách ứng xử với mẹ. Em đeo cái đó đi vào bữa ăn và giấc ngủ luôn. Đó là Hoài Anh. Đi Việt Nga là hôm qua em có phán xét mấy lần? Anh chị để ý coi thử mấy lần nha. Thật tuyệt vời, em cảm thấy hiểu và thương chồng nhiều hơn mỗi ngày. Và ngày hôm qua không có lần nào dù bên nhau cả ngày luôn. Rất là tốt đấy. Thảo Hòa, chồng em khó chịu với em vì hai không đồng quan điểm. Em có phán xét ạ? À? Ngân, à, dạ. Xoa thầy ạ. À. Ngày hôm qua em có 2 lần. Cường kỷ luật là 2 lần, nhưng 1 lần 20 phút. Trần Kim Dung, em có và ít hơn. Em có phán xét chồng và con 5 lần khi chồng nói những câu tổn thương. Chị Trần Thúy, hôm qua cái người chị phát biểu có phải là chị Thúy không nhỉ? Tôi
không nhớ tên của chị ấy nữa, tôi đang tập trung vào cái điều giải quyết cho chị nên tôi không nhớ tên đâu. À, nếu mà phải thì chị nói phải nhé, còn không thì chị người chị ngày hôm qua đấy comment giúp tôi một chút, vì ngày hôm qua thì tôi vẫn đọc được cái sự kháng cự ở bên trong tâm thức của chị nhiều lắm, nên chị cứ quan sát thật rõ vào mình thôi. Hòa đoàn là 3 lần, chị Nguyệt là chồng em nói lời tổn thương, em có phán xét 2 lần trong tâm thức rồi, rất là trung thực luôn. Lê Quý là em có 3 lần với chồng và con luôn. Nguyễn Thị Phiên là em khó chịu với con 5 lần. Trần Thúy, em là người lên công ty gặp thầy hôm trước. Hôm trước là hôm nào? À, hôm trước có phải ngồi với cô không? Tại vì hôm trước cũng có nhiều người mà nên chị phải nói rõ cái ngày ấy. Dạ, thì 6 là chồng mắng con 2 lần. À, con mãi chơi game em mắng 4 lần. Nhiều quá thầy ạ. Tức là tổng 6 lần quan sát được phán xét. Ngày hôm qua là chị Hải đúng không? Chị Hải ở Cà Mau thì phải. Em có phán xét 1 lần rất là mạnh. Minh Phương là 2 lần. Một lần với cháu nội. Ngày hôm qua chồng em nói những câu tổn thương và em xin lỗi chồng trong tâm thức. Nguyễn Biển là em có phán xét trong tâm thức với chồng với người khác. Hôm qua em không phán xét ai mà lại thấy yêu thương con dâu hơn. Rồi chúc mừng chị Thủy nha. Hồ Thị Thủy. Nguyễn Hiền là em có 4 lần. Nguyễn Yến là em phán xét ngay cả việc chồng em đi làm về muộn. Phán xét cả việc chồng hay cầm điện thoại lướt. Em có xin lỗi chồng trong tâm thức. Rồi đấy. Phán xét xong xin lỗi. Nguyễn Phương là em 2 lần nổi giận vô cớ với con, 1 lần khó chịu với thái độ cọc cằn của chồng. Cao Huy Quảng là hôm qua em khó chịu khi hai con gái nói lùm bụng, hai chị em ăn cơm mà cự cãi nhau, em giải phóng trong 10 giây. Em nói không vừa ý với người khác và im lặng đọc câu húc nô. Dạ, thứ sáu em ngồi nói chuyện với thầy tại công ty. À, rồi chị Thúy, chúng ta bắt đầu có cái trường năng lượng hoặc có cái tư tưởng hoặc có kiến thức tốt kiểu gì đi chăng nữa, chúng ta cũng không có thể thoát khỏi được cái tâm phán xét với mọi hành vi nghịch lại với những gì chúng ta coi là tốt. Chúng ta coi là tốt thôi nhá, chứ đôi khi chứ không phải là chúng ta coi là tốt đó là điều tốt đâu, tại vì duy ý chí rằng chúng ta đang thấy chúng ta tốt thôi, và người khác cũng có cái điều tốt như vậy, có nghĩa rằng họ đang chọn cái điều tốt ở góc nhìn của họ. Còn tương tự như vậy, anh chị cũng chọn điều tốt theo góc nhìn của anh chị. Tôi lấy ví dụ nha, anh chị đang chơi điện thoại và anh chị thấy rằng là à, mình đang tò mò đọc cái bài báo này cho xong, đọc xong đã mình mới ăn cơm, thế khi đó chồng mới thấy là vợ cầm cái điện thoại khó chịu rằng đến giờ cơm rồi không ăn. Đấy, tương tự như vậy anh chị thấy là chồng cứ mãi cầm cái điện thoại, cái vợ đang ngồi chờ cơm, thế anh chị bảo tới giờ cơm rồi không ăn, có ai như cái người như ông không suốt ngày đấy, kiểu kiểu như thế. Nhưng mà chúng ta để ý thấy một điều rằng góc độ của ông chồng hoặc bà vợ lúc đó thì đối với họ thì coi xong cái đoạn tin tức, chốt được cái tin tức đó một cái thì ở bắt đầu ở bên trong họ mới có một cái loại là gọi là sảng khoái. Loại sảng khoái này còn nếu họ không đọc xong thì họ có một cái loại năng lượng gọi là ức chế. Thế nên họ phải tận hưởng cái sự sảng khoái đó tới lúc kết thúc cái đoạn cái bài báo hoặc là cái đoạn cái video gáy xong thì họ mới ăn được. Nhưng mà cái người bên cạnh họ thì nhìn thấy cái hình ảnh đó không chịu được, bởi vì là đã quá cái thời hạn mà họ mong đợi rồi. Nên góc nhìn của cái người mà đang ngồi đợi thì phải ăn đúng giờ thì mới tốt. Còn góc nhìn của người kia thì phải xem hết xong thì họ mới cảm thấy được, tận hưởng được cái điều này, họ mới bớt được cái sự khó chịu ở bên trong. Thế thành ra ở mỗi người họ đều có cái tốt riêng của nhau. Ngày hôm qua thì tôi mới nói với cái người chị Hải rằng là họ đang tốt ở góc nhìn của họ.
Chị đang tốt ở góc nhìn của chị. Tôi bắt đầu nhìn ra sự phản kháng và phản ứng ở bên trong chị. Đấy. Đó tôi mới nói rằng là chị tin rằng chị đúng hay là chị không. Nếu mà chị không tin chị đúng thì tôi nói tiếp, còn chị đúng thì chị cứ giữ. Vì thực sự là chúng ta thấy chúng ta sẽ không tránh khỏi tâm phán xét mọi lúc, mọi nơi, mọi hành vi của người. Nhưng cái sự khác nhau của chúng ta là chúng ta có thoát khỏi cái tâm phán xét đó nhanh hay chậm. Có người thì xẹt qua một cái 1/1000 giây, xẹt cái biến mất lập tức. Có nhiều người không có để ý thấy rằng nó mắc kẹt từ 20 phút, giống như có một người anh đã comment ở trong Zoom của chúng ta. Như vậy thì cái khoảng thời gian chúng ta mắc kẹt thì cái năng lượng mà ở trong tâm của ta đó, lúc đầu thì nó ở nằm trên suy tưởng, nhưng bắt đầu nó chuyển dịch vào tế bào đó, thì nó ảnh hưởng và kìm hãm cái loại hormone của phát triển và hormone của sự hưng phấn. Ví dụ như hormone của endorphin tại thời điểm đó là không sinh ra được. Hormone này là loại hormone mà làm cho anh chị cảm thấy phấn chấn, tinh thần sảng khoái, hưng phấn, và anh chị yêu thích làm việc và yêu thích làm mọi thứ. Nhưng vì chúng ta kẹt lại trong tâm phán xét thì cái ức chế của enzyme này xảy ra, thì khi đó tế bào của chúng ta không sản sinh ra được nữa, không sản sinh ra loại hormone này nữa, nên thành ra chúng ta cảm thấy ở trong cơ thể của chúng ta là chán, thấy mệt, thấy đuối và thấy không thích làm gì cả và thấy bất lực nữa. Và lâu dần như vậy, chúng ta đang phán xét việc thứ nhất thì việc thứ hai nó lại cũng kéo đến. À, thì bắt đầu chúng ta mới để ý thấy rằng nếu chúng ta mắc kẹt tâm phán xét ở trong việc số 1 lâu thì cái loại năng lượng đó nó tỏa ra, nó phát ra và chúng ta hút thêm cái điều không có may lần thứ hai. Nên có nhiều người đang phán xét mắc kẹt duy nhất một lần, nhưng mà họ cũng để ý thấy là trong ngày hôm qua em có tới 3 đến 4 lần, có nhiều người có 5 lần em bị phán xét, là điều mà chúng ta nhìn thấy thôi nha. Nhưng mà anh chị nhớ ý là ở mỗi ngày chúng ta có rơi 60.000 lần giao tiếp, có nghĩa là tâm của chúng ta đã vận tới 60.000 lần, chứ không phải là một lần đâu, không phải là 5-6 lần mà anh chị nhìn thấy đâu. Nhưng đòi hỏi rằng là chúng ta không có nhìn thấy được cái sự phán xét này, nên thành ra chúng ta mới thấy rằng sao mà ngày hôm nay mọi chuyện với mình đến suôn sẻ, sao mà mọi chuyện đến với mình không suôn sẻ, là do cái việc chúng ta mắc kẹt ở cái tâm đó bao lâu, tạo ra cái trường năng lượng bấy lâu, được không ạ? Thế nên cái nhiệm vụ của chúng ta là phải quán được, hay đúng là quan sát được cái tâm của chúng ta đang vận hành mỗi ngày như thế nào, và mỗi ngày đó thì cái sự phán xét này nó mắc kẹt bao nhiêu lâu, và nếu như nó mắc kẹt lâu quá thì nó vô tình nó sẽ làm cho anh chị thấy cái chuyện tiếp theo mà anh chị đang mong đợi nó tốt lành ấy, nó cũng trở nên không tốt lành. Để làm gì ạ? Để nó đáp ứng được cái tâm của anh chị bên trong vận hành với những thứ bên ngoài. Mà anh chị nhìn thấy chồng khó chịu hơn, con khó chịu hơn, công việc thì khó thuận lợi hơn. Mọi thứ nó cứ rối ren bên ngoài như vậy, là nó phản ánh được đúng y chang như cái tâm của anh chị đang suy nghĩ từ bên trong. Đấy, hay nói đúng hơn là cái mà chúng ta đang nhìn thấy ở bên ngoài, từ ông chồng, từ bà vợ, từ công việc, là nó phản ánh những gì mà chúng ta đang kẹt lại ở trong tâm phán xét ở sâu bên trong mình. Nên đôi khi cái tâm phán xét đó không phải là nó nằm trên công việc, nhưng vì chúng ta bắt đầu cái sự phán xét của một việc đầu tiên, ví dụ như chúng ta vừa thức dậy một cái thấy chồng cứ ngủ nướng như vậy, chúng ta bắt đầu khó chịu. À, bắt đầu khó chịu thì tâm phán xét của chúng ta bắt đầu gợi lên. Khi tâm phán xét gợi lên thì bắt đầu sự giao tiếp ở trong tế bào là ức chế loại enzyme hưng phấn xuống, và tế bào của anh chị bắt đầu yếu. Và khi đó anh chị sẽ nhìn thấy mình bước vào công việc, mình gọi điện cho khách hàng vào buổi sáng và thấy khách hàng của mình là khó chịu và họ từ chối. Ở mình khi đó mình lại phán xét thứ hai, sao ông đã hứa với tôi rồi mà ông lại 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 thất hứa thế này. Bắt đầu mình phán xét thứ hai với khách hàng, nhưng mình quên mất một điều rằng vì cái tâm của mình được phản ánh từ sáng sớm, nên tới lúc mà mình gặp ông khách hàng thì nó được phản chiếu vào ông.
thì rõ ràng mình nhìn thấy được cái điều đó ở ông đấy, thông qua hành vi, được không nào? Nên cái quá trình này là cái quá trình mà nếu mà muốn sửa được cái tâm thật sự đúng thì phải quan sát được hai điều mà tôi nói, mình đang phán xét cái hành vi nào và nó bị mắc kẹt lại bao nhiêu lâu đấy. Và khi càng mắc kẹt càng lâu thì cái điều mà chúng ta mong đợi tốt lành của những việc sắp tới là khát vọng và khao khát và chinh phục ấy, là không thể nào hoàn thành được, bởi vì cái nền móng của tất cả những thứ đó đó là trường năng lượng yếu hơn những thứ mà chúng ta đang đặt ra mà. Nên thành ra cái việc quan sát được tâm phán xét xong rồi, chúng ta cần phải hóa giải và xử lý nó. Hóa giải và xử lý như sau. Anh chị để ý thấy rằng là ở trong lớp buổi sáng trong các cái Zoom mỗi sáng anh chị cứ comment, tôi xin lỗi bạn, tôi yêu bạn, tôi không biết là anh chị đang comment cái đó vì cái gì ấy, anh chị cho tôi biết được không? Anh chị cho tôi biết được không? Anh chị sao lại anh chị comment tôi xin lỗi bạn, tôi yêu bạn trên Zoom mà trong không có sự kiện gì trên đó anh chị lại comment? Thì anh chị hãy cho tôi biết lý do đó là nhóm người comment nhé. Còn nhóm người mà không comment, anh chị thấy rằng là cái tin của thầy thì tin của ban tổ chức thì không đọc được, toàn bị trôi đi bởi vì tin này. Anh chị nào có cái phán xét điều đó không? Nếu có thì hãy comment giúp tôi có nhờ. Còn những anh chị mà đang comment cái điều đó thì hãy giải thích cho tôi lý do. Điều này đối với tôi là tốt đấy, nhưng mà phải cho tôi biết lý do chứ. Anh chị nào mà nhìn thấy cái tin nó dày đặc như vậy thì vô tình bất chợt mình thấy mình phán xét không? Có thì dũng cảm nói comment có để tôi bắt đầu diễn giải cho anh chị rằng cái tâm của chúng ta nó không có vận hành theo kiểu mà chúng ta muốn đâu. Tức là ngay cả điều tốt nó cũng gì ạ? Nó cũng vận hành nha. Tức không? Tức là ngay cả cái điều mà chúng ta biết chắc là tốt nó vẫn vận hành là phán xét, nó không khó chịu lắm. Nên khi mà anh chị để ý thấy rằng là lúc mà người khác chia sẻ niềm vui, những anh chị mà giơ tay mà không tới lượt mình ấy, thì lúc đó tôi mới hỏi chưa tới lượt chị giải quyết thì chị có nóng ruột hay không, chị có phán xét người kia có nói nhiều hay không, thì câu trả lời thường là có. À, câu trả lời lúc đó là có. Như vậy vô tình chúng ta phán xét ngay cả điều mà đáng lẽ ra năng lượng tốt lành đang chạy về chúng ta thì chúng ta và bắt đầu có này. Chị Phùng Yến rất là dũng cảm luôn, chị Thu Thảo có này, và chị Tì Thà Sáu là không, nhưng không khó diễn tả vậy ạ. À, biết nhiên là có trong suy nghĩ trước, biết bảy thức thì có thể ạ, sau thì không. À, em để làm hòa và chữa lành. Như vậy anh chị để ý thấy không? À, cái việc mà chúng ta nói tôi xin lỗi bạn, tôi yêu bạn, tôi cảm ơn bạn, tôi xin lỗi là đôi khi tại sao tôi lại nói với anh chị rằng anh chị không nên viết nhiều ở trên Zoom. Nếu như có điều gì xảy ra tại thời điểm anh chị phát hiện ra nó khó chịu ở trong lòng, anh chị chỉ cần tĩnh lại một chút, anh chị đọc nhầm cho tôi xin lỗi, tôi yêu bạn, hãy tha thứ, tôi cảm ơn bạn là xong, không cần phải viết xuống nữa, đúng không nào? Khi anh chị viết xuống thì anh chị chủ đích của anh chị là tốt, nhưng anh chị hãy nhìn comment này, anh chị vẫn thấy rằng cái điều tốt của anh chị vẫn nhận được cái tâm phán xét, hay nói đúng hơn là điều không tốt. Nhưng điều không tốt này không phải người ta nghĩ là không tốt đâu nha, nhưng mà vì cái điều đó không có tập trung vào cái đích cuối cùng mà họ mong đợi, nên thành ra chúng ta thấy rằng chúng ta không phải phán xét chỉ có điều xấu mà chúng ta phán xét luôn cả điều tốt. Như vậy đó là lý do tại sao mà nhiều anh chị thấy chúng ta trải qua những cái tình huống mà đang cấp bách để mà chúng ta gửi năng lượng cho một người nào đó ở trong Zoom, được chưa nào? Và đó là lý do mà tại sao trong cái lúc mà anh chị thiền về năng lượng đầu chu kỳ tôi hay làm, hoặc là giữa chu kỳ hoặc cuối chu kỳ tôi hay làm ấy, thì điều đầu tiên thì phải xả được cái tâm của anh chị trong nó nữa. Vì nếu không, anh chị để ý thấy lúc mà một người bảo thầy ơi gửi năng lượng cho em, gửi năng lượng A, gửi năng lượng B cho em, anh chị để ý thấy khi mà cái comment đó gửi vào
mà một người mà tâm của họ bắt đầu hết phán xét, thì cái lời mà anh chỉ gửi cho người ta là tôi xin lỗi, tôi yêu bạn, tôi cảm ơn bạn là trường năng lượng nó sạch. Nhưng bên cạnh đó, những người mà đang vẫn vận hành ở một cái góc độ tâm phán xét thì họ vẫn có chủ đích là tốt, nhưng đâu đó họ cái trường năng lượng phán xét bám theo cái câu này gửi tới cho người ta. Anh chị có hiểu ý không? Nên đó là lý do mà tại sao tôi nói rằng là anh chị nào mà có cái chuyện gì đó mà không phải lúc nào anh chị cũng 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 post lên để mà người khác gửi thấy năng lượng, hoặc chính chúng ta gửi năng lượng, chúng ta nhìn thấy cái điều đó, chúng ta chỉ cần tĩnh lại một chút. Nếu tâm của chúng ta sáng, chúng ta dừng lại một chút, chúng ta gửi cho họ tốt lành. Cũng giống như anh chị lướt Facebook, anh chị thấy một cái tin gì đó không vui, anh chị bay vào, anh chị comment tôi xin lỗi, tôi chia buồn ABC, thì lập tức là gần 100 người bạn của bạn sẽ thấy cái điều anh chị chia sẻ. Nhưng ngược lại, anh chị sẽ thấy một cái tin vui, rất vui luôn, anh chị vào, anh chị comment, thì cái trường năng lượng anh chị gửi đi nó còn tốt lành, được không ạ? Nên thành ra chúng ta phải biết rằng không phải khi nào chúng ta nghĩ tốt và chúng ta làm tốt là trường năng lượng tốt nó đi theo, mà phải quán được rằng ngay cả cái việc anh chị đang làm tốt, cái trường năng lượng nào đang đi theo ở đó. Anh chị hiểu ý không? Nên tôi không có cấm hay là phán xét hay là la mắng rằng anh chị ơi đừng có comment nữa, mà tôi mới nói anh chị là anh chị có biết rằng anh chị comment trên đó điều gì đang gửi tới anh chị không? À, những gửi tới anh chị là gì? Là cái suy nghĩ của người khác mà không khó chịu thì năng lượng đó là năng lượng tốt thật, nhưng mà một cái chút khó chịu thì có nghĩa anh chị đang đang nhận được năng lượng không tốt, đúng chưa? Và cả cái người suy nghĩ đó họ cũng không tốt. Như vậy liệu chúng ta post những cái tin lên đó liệu có tốt hay không nhá? Chúng ta hãy để ý thấy ngay cả việc chúng ta tốt cũng phải thực sự quan sát được chúng ta nên để ở đâu, để vào lúc nào. Và đó là lý do mà tại sao khi mà góc nhìn của chúng ta là tốt, đối với người khác thì lại chưa tốt là như vậy. Là không phải đôi khi bản thể của họ không tốt đâu, nhưng mà không đạt được cái mục đích kỳ vọng mà họ đã đưa ra. Nên thành ra cái gợi đó, cái phán xét đó, mong muốn cái công việc nó dừng lại, nhưng họ không có nói được bằng lời. Nên cái nguồn năng lượng nó đi, nó gửi tới người ta. Và cuối cùng thì cái trường năng lượng không tốt. Nên thành ra khi nào anh chị muốn gửi cái điều gì lên trên Zoom, anh chị chỉ cần đặt tay lên tim, lên vai, nói tôi xin lỗi, tôi yêu bạn, được không? Là được rồi. Còn mấy cái chỗ ở trên đó thì hãy để cho ban tổ chức họ gửi thông báo, thì mọi người ít bị rác hơn. Anh chị để ý thấy này, mỗi ngày là họ ở trong nhiều group, và cứ một group đó cứ bị cái tin nó spam đấy thì bắt đầu họ khó chịu. À, họ khó chịu và họ cứ nghe tinh tinh suốt ngày, họ thậm chí họ tắt tắt âm thanh. Họ tắt âm thanh thì tới khi những cái thông tin tốt lành họ không còn nhận được nữa. Anh chị hiểu ý không ạ? À? Những cái tin đáng lẽ là họ không nhận được nữa. Nên chúng ta trong cái phần này thì tôi muốn anh chị hiểu như thế này. Tâm của chúng ta mỗi ngày vận hành liên tục, và chúng ta quan sát được điều số 1, chúng ta có phán xét hay không, chúng ta mắc kẹt ở cái tâm nó bao nhiêu lâu, và điều thứ hai hóa giải nó, điều thứ ba hóa giải nó như sau. Đối với mình ấy thì hãy chủ đích của mình là tốt rồi, thì chúng ta phải để ý tới cái điều chúng ta làm á, chúng ta hãy quán được cả những cái điều chúng ta làm là tốt hay là không tốt đó đến với người kia, thì nó có đúng lúc đúng nơi hay không nha. Đó là về phía chúng ta. Còn đối với người khác, khi chúng ta đối diện với cái điều không như ý, chúng ta phải hóa giải nó như sau. Hóa giải phải có cách hóa giải chứ, còn không thì chúng ta sẽ để nó mắc kẹt ở đó. Thì chúng ta hãy dừng lại một giây thôi, đúng không ạ? Và chúng ta hãy nói cho tôi bốn cái câu mà vừa rồi tôi nhắc ấy. Tôi xin lỗi, tôi yêu bạn, tôi cảm ơn bạn và hãy tha thứ cho tôi. Nói tới 3 lần hoặc là nói tới 5 lần, khi nào anh chị cảm thấy trong tâm của mình nhẹ hơn, dừng lại. Có thể nói một lần nhẹ hơn cái dừng lại rồi, được chưa? Nhưng không có gì, không nói là anh chị sẽ kẹt lại ở đó.
Bởi vì sao ạ? Tại sao chúng ta lại xin lỗi, anh chị có biết không? Khi chúng ta phán xét, cái điều quan trọng nhất là chúng ta mắc kẹt cái trường năng lượng ức chế lại trong tế bào. Và cái người tổn thương nhất là ta hay là người? Theo anh chị? Theo anh chị tổn thương hơn hay là cái người phán xét tổn thương hơn? Ta bị tổn thương hơn. Vậy ta bị tổn thương hơn thì cái câu mà tôi xin lỗi bạn, tôi yêu bạn, tôi cảm ơn bạn, hãy tha thứ cho tôi là không phải xin lỗi người ta đâu. Đúng không? Anh chị đang xin lỗi mình đấy. Chính là ngôi nhà số 1 của anh chị. Đấy. Nên không phải là anh chị đọc câu đó trước thì anh chị hiểu nhầm là anh chị xin lỗi người ta chứ gì. Phải không? Nha, thì hôm nay tôi mới giải thích cho anh chị là anh chị không phải xin lỗi người ta đâu, anh chị xin lỗi mình trước. Nha, trước giờ anh chị đang nghĩ là anh chị xin lỗi họ đấy. Anh chị xin lỗi ông chồng vì ông chồng làm mình tổn thương, xin lỗi thế nào được? Xin lỗi ông ấy thế nào được trong khi mình đang tức điên lên? Xin lỗi kiểu gì đúng không? Nhưng thực ra là mình đang xin lỗi bản thân mình. Được chưa ạ? Bởi vì anh chị đã tự làm tổn thương mình trước khi làm tổn thương người ta. Nên cái người chị ngày hôm qua tôi bảo, cái chị Hải ngày hôm qua ở Cà Mau á, tôi nói rằng là mỗi lần ông chồng làm chị ngăn cản chị á, chị ngồi yên một chỗ, chị đừng có phản kháng ở trong tâm, chị chỉ cần nói rằng tôi xin lỗi bạn, tôi yêu bạn, hãy tha thứ cho tôi, là xin lỗi cái tâm phán xét của mình ấy, để cho mình không bị đầu độc nữa, mình đâu đầu độc chính mình nữa, được chưa? Rồi bước thứ hai, mình nghĩ tới người ta, hãy nói tôi xin lỗi bạn, tôi yêu bạn, tôi cảm ơn bạn. Tức là lúc mà anh chị cùng là tôi xin lỗi bạn nha, nhưng cái bạn thứ hai đó mới là người ta đó. Vậy cái bạn đầu tiên sẽ là bạn trong tâm thức của mình, chứ đừng nghĩ là bạn đầu tiên là bạn bạn kia, anh chị nhé. Nên trong cái câu là để hóa giải năng lượng yêu thương ở bên trong mình, hãy xin lỗi ngay cả khi người khác làm mình tổn thương. Anh chị có nhớ câu này không? Tôi đã từng nói như vậy. Vậy thì xin lỗi ngay cả khi người khác làm mình tổn thương là xin lỗi ai? Xin lỗi tâm thức của mình. Bởi vì khi đó người khác chảy cái sự tổn thương vào bên trong và tâm phán xét của mình nó vận. Tâm phán xét nó vận thì tế bào của mình bị đầu độc. Tế bào mình đầu độc thì mình bị mắc kẹt. Và mình mắc kẹt thì năng lượng của mình xấu và mình làm hại bản thân mình. Người bạn tâm thức của mình cảm thấy bị gì ạ? Bị đè nén và cô độc. Đó là lý do anh chị xin lỗi người khác ngay cả khi họ tổn thương anh chị. Chứ làm sao mà anh chị xin lỗi được người khác khi người khác đúng là lỗi của họ, đúng không? Mình làm sao mình thỏa, nên đừng có xin lỗi theo quán tính là mình xin lỗi người ta. Không phải đâu, anh chị đang xin lỗi bản thân ngôi nhà số 1 của mình nha. Sau đó anh chị mới dùng câu thứ hai, tôi xin lỗi bạn, tôi yêu bạn, tôi cảm ơn bạn, là xin lỗi tiềm thức của người ta. Bởi vì bản thân cái người kia đó, họ họ khó chịu với anh chị, họ chửi anh chị, họ lăng mắng anh chị, được chưa? Là trên cái hành vi về nghiệp là khẩu của họ đang phát ra, trường năng lượng của họ xấu. Nhưng mà trước khi họ phát ra được cái lời đó thì anh chị có biết rằng anh chị cũng bắn lại trường năng lượng để khiến cho tế bào của họ bị tổn thương và tâm thức của họ bị đau. Những cái người xin lỗi là chúng ta xin lỗi bởi vì chúng ta đã gửi trường năng lượng đó cho tới tâm thức của họ. Nên chúng ta xin lỗi mình, xin lỗi người. Nếu như vậy, chứ đâu có phải anh chị dễ dàng để anh chị xin lỗi cái người khác mà rõ ràng là mình đang không không tự nhiên người ta đụng vào mình rồi sau đó người ta đập mình té tát nữa. Rồi đúng không? Chửi mình té tua nữa, mình làm sao xin lỗi được họ đây? Nhưng không phải, chúng ta phải biết được bản chất vận hành của tâm thức. Là khi mà chúng ta hóa giải nó, là chúng ta giải cái gì? Giải cái bên trong chúng ta trước. Anh chị nhé. Rồi, chỉ vậy thôi. Buổi sáng hôm nay chỉ như vậy. Tôi xin tạm thời dừng cái chương trình tại đây. Và tôi mong anh chị làm một bài tập nhỏ thôi sau cái chương trình này, là ngày hôm nay anh chị hãy quan sát xem thử cái điều gì anh chị đang phán xét đấy với người làm tổn thương mình và cả mình làm tổn thương người ta, được chưa ạ? Sau đó hãy dùng cái câu hốc nô chuyển hóa theo cái trong ra ngoài như tôi đã hướng dẫn, trong ra ngoài nhá, chứ đừng có chuyển hóa từ ngoài vào trong đấy. Cảm ơn các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.